Cốt căng nhất mạng xã hội, chồng xúc tép nuôi cò, vợ bỏ nhà đi còn thú nhận cái thai 7 tháng trong bụng là của tình nhân cùng nhiều diễn biến chóng mặt. Câu chuyện bóc phốt vợ hay chồng ngoại tình không còn xa lạ nữa. Trên mạng xã hội rất nhiều lần người ta phải xôn xao và truyền tay nhau share các bài đăng như vậy. Sau hôn nhân, nhiều người không giữ được sự chung thủy và có bồ. Chính họ đã tự tay phá vỡ đi tổ ấm và niềm hy vọng vào gia đình hạnh phúc. Mới đây thì một người chồng tên C đã chia sẻ bài viết để tố cáo vợ mình cùng nhân tình của cô. Theo anh, hiện tại hai con người đó không còn dám xuất hiện đối mặt với anh để giải quyết dứt điểm mọi chuyện. Anh hơn vợ 9 tuổi, cả hai đã có 5 năm yêu đương trước khi về chung một nhà. Vì sớm kiếm ra tiền nên từ đầu năm thứ hai đại học của vợ, C đã lo toàn bộ chi phí ăn học cho cô. Sau khi ra trường, anh còn mua cho bạn gái chiếc xe SH để có phương tiện đi lại. Cuối năm 2018, họ chính thức đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng. Đó cũng là thời gian khó khăn trong công việc của C nên anh rất bận rộn. Thời gian này, vợ chồng C ở nhà nội trợ và thường xuyên xin qua nhà bạn ở Hà Đông chơi. Thi thoảng thì hai vợ chồng C có tranh cãi, những lúc ấy cô vợ luôn cố làm to chuyện để giận dỗi rồi lại bỏ sang nhà bạn. Một thời gian sau thì vợ C có thai, ai dè em bé trong bụng đến tháng thứ 7, vợ anh bỏ nhà ra đi cùng đồ đạc của mình. Sau những nỗ lực liên lạc, C cũng gọi điện, nhưng cô vợ để nhân tình nghe máy. Anh chàng kẻ thứ ba này khai mình sinh năm 1992. Điều đáng buồn hơn nữa, cái thai trong bụng vợ C cũng không phải con của anh. Những lần cô vợ xin đi chơi nhà bạn, gây sự để bỏ sang nhà bạn đều là nói dối. Thực chất cô đến với nhân tình. Bố mẹ và anh chị bên nhà vợ C đều biết chuyện. Họ rất đau khổ, tức giận vì hành vi của con gái nhưng không thể làm gì được. Thời gian gần đây, người phụ nữ ấy nhắn tin cho C, bảo làm giấy tờ để cô thuê xe ôm sang lấy về, làm thủ tục ly hôn. Một lần tình cờ, C đã tìm được mật khẩu mạng xã hội của vợ vào xem. Trong đó, có hàng loạt những tấm hình và status vợ xuất hiện cùng tình nhân. Cô vợ thoải mái thể hiện tình cảm gọi anh ta là chồng béo, trong khi chồng thật sự của mình lại bỏ bê, không hề quan tâm. Tất cả mọi chuyện đã khiến C suy sụp và không còn niềm tin vào tất cả mọi thứ. Câu chuyện đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra vô cùng bức xúc trước những việc làm sai trái của vợ C cùng bạn trai. Những người bạn của C chia sẻ bài đăng về trang cá nhân. Một người bạn lên tiếng khẳng định câu chuyện này hoàn toàn là sự thật. C cũng đăng tải toàn bộ các hình ảnh, giấy tờ, ảnh cưới để chứng minh cho tính xác thực trong câu chuyện. Đôi khi, người ta gặp phải một cái kết khó tưởng tượng cho mối quan hệ mình đã cố công vun đắp. Nó không theo ý muốn, hoàn toàn đánh vỡ khi những ước mơ, ảo tưởng. Hy vọng rằng C sẽ vững vàng vượt qua giai đoạn này của cuộc đời và tìm thấy được người con gái khác xứng đáng với tình yêu của anh. Dưới đây là nguyên văn bài đăng khá dài của C, nhân vật chính trong câu chuyện. Nguyên văn bài đăng đang được lan truyền trên mạng xã hội. Help me, giúp mình tìm vợ và nhân tình của vợ. Mọi người giúp mình share với các nhóm, chứ mình ít tham gia và cũng biết rất ít nhóm. Yêu nhau 5 năm, vợ ngoại tình sau ngày cưới 1 tháng. Chuyện chẳng có gì hay ho, khơi ra thì xấu chẳng hổ ai. Nhưng thực sự mình không còn cách nào khác để tìm ra địa chỉ của hai con người này, mục đích nhờ pháp luật can thiệp để giải quyết cho dứt điểm của hôn nhân. 6 tháng qua không ngày nào mình được yên giấc, nên mong mọi người hãy hiểu và thông cảm cho mình. Mình cũng đắn đo dày vò lắm mới đi đến quyết định đăng lên như thế này. Thời đại này, ngoại tình là chuyện xảy ra như cơm bữa, nhưng chuyện của mình có lẽ có 1 không 2. Mình và vợ cùng quê từ Hà Tĩnh ra Hà Nội sinh sống học tập. Mình hơn cô ấy 9 tuổi, yêu nhau từ khi cô ấy còn đang học lớp 12. Sau ra Hà Nội học đại học, mình thì làm in ở Ninh Hiệp. Do nhiều tuổi hơn đã đi làm nên luôn cố gắng lo cho cô ấy. Thương người yêu ở xa thiệt thòi nên những lúc rảnh mình vẫn tranh thủ lên thăm, đưa người yêu đi ăn rồi hẹn hò. 4 năm học đại học thì 3 năm cuối gần như toàn bộ chi phí ăn học đại học, tiền đi thầy cô, làm khóa luận đều là do mình chu cấp. Ra trường, không muốn người yêu thua thiệt bạn bè, mình vẫn cố gắng mua con xe SH1 để người yêu có phương tiện đi lại. Nhưng sau khi cưới, công việc làm ăn không được thuận lợi, kinh tế có sa sút. Đó cũng là lúc mình phải tập trung vào công việc, không thể thường xuyên đưa vợ đi chơi như trước. Xưởng thiếu nhân lực, đích thân mình phải kiêm luôn công việc tay chân của thợ. Hôm nào về đến nhà, người cũng nhễ nhại mồ hôi, quần áo thì lem luốc. Thời gian này, cô ấy ở nhà nội trợ, thi thoảng thì xin mình qua bạn ở Hà Đông chơi. Bạn cô ấy buôn hải sản, lại biết vợ khoái đổ biển, nên lần nào đi, mình cũng đưa tiền cho vợ tẩm bổ, thích ăn gì thì mua. Cuộc sống cứ như thế kéo dài hơn 1 năm sau khi cưới, dù đôi lúc vợ chồng cũng có chút mâu thuẫn, bản thân vẫn luôn gồng mình với công việc, những mong mang lại cho vợ con sau này cuộc sống an nhàn. Nhất là khi biết vợ có thai,
Mình rất lo cho sức khỏe của cô ấy, vì hồi mới cưới cô ấy đã hút một lần do thai có vấn đề. Khoảng thời gian này mình đã rất hạnh phúc vì sắp được làm bố. Người thân thì luôn bảo mình nuông chiều vợ quá mức hay cho vợ sang nhà bạn chơi. Khi vợ chồng giận nhau dù là chuyện rất nhỏ, nhưng vợ luôn cố ý gây gổ, làm to lên rồi bỏ đến nhà bạn, mặc kệ chồng và chuyện làm ăn ở xưởng. Dù là như vậy nhưng mình luôn có lòng tin, bởi tình yêu 5 năm vượt qua bao khó khăn mới đến được với nhau, và cô ấy luôn bảo yêu thương mình. Hơn nữa mình luôn nhẫn nhịn vì sợ có bầu, tâm lý nhạy cảm, sợ vợ suy nghĩ ảnh hưởng đến mẹ con. Nhưng rồi biến cố xảy ra khi vợ mang thai sang tháng thứ 7. Một tối mình đi làm về, tranh thủ ghé mua cho vợ ít hoa quả tẩm bổ. Lúc về nhà cửa lành tanh, đồ đạc của vợ thì biến mất. Cố liên lạc sau một lúc nhận được tin nhắn của vợ là mình gần như sụp đổ. Vợ đưa máy cho mình nói chuyện với nhân tình. Nó chỉ bảo sinh năm 92, mình hỏi tên và quê ở đâu thì nó không nói. Vợ mình bảo ở Hà Nội rồi tắt máy luôn. Hóa ra đứa con trong bụng lâu nay mình chăm sóc không phải con của mình. Mình bị cắm sừng từ lâu mà không hề hay biết. Những lần cô ta xin sang nhà bạn chơi 2 đến 3 hôm hay một tuần, những lần gây sự bỏ sang bạn ở Hà Đông, hóa ra đều là sang ăn ở với nhân tình. Không chút ăn năn, cô ta thừa nhận hoàn toàn vỡ mộng sau khi kết hôn. Những tưởng cưới nhau được sống an nhàn, sung túc, chứ không phải cuộc sống như hiện tại. Ngày ngày đối mặt với người chồng lam lũ, quần áo bao giờ cũng đầy mồ hôi và mực. Đôi lúc mình tự hỏi, nếu như công việc làm ăn suôn sẻ, kinh tế dư giả, có nhiều thời gian đi chơi hơn thì liệu cô ấy có phản bội hay không? Ban đầu mình đã tha thứ và thuyết phục nhưng cô ấy bảo cái thai không phải của mình không chịu về. Còn thằng kia thì tìm cách giữ vợ mình lại ăn ở như vợ chồng. Dù bố mẹ vợ và các anh chị bên nhà vợ rất thương mình nhưng đều bó tay. Nhất là mẹ vợ khóc suốt mấy đêm liền vì thương mình xấu hổ vì con gái. Mình là đứa con rể bà thứ nhất trong ba anh em rể, cưới nhau hơn 1 năm rưỡi. Dù công việc ở xưởng rất nhiều lại thiếu công nhân, nhưng mình không cho vợ phụ giúp vì thương cô ấy chân yếu tay mềm. Mình vẫn bảo với cô ấy, anh vất vả nhiều rồi, anh không muốn để em vất vả nữa. Trên phương diện pháp luật, cô ấy đang là vợ của mình, nhưng suốt mấy tháng nay, cô ấy ăn ở với nhân tình như vợ chồng. Đến sáng mùng 1 Tết, mình có thông tin cô ấy đã sinh con. Gần đây cô ta nhắn cho mình bảo mình làm giấy tờ để cho xe ôm sang lấy để làm thủ tục ly hôn. Dù có thể liên lạc được qua điện thoại, nhưng địa chỉ cụ thể cô ấy ở đâu thì mình không hề được biết. Đến sáng nay mình vô tình lấy được mật khẩu Zalo của vợ trong một cuốn sổ và xem được ảnh từ status của nhân tình và những status để chế độ riêng tư của vợ. Ngày liên hoan ra mắt vợ với bạn bè ở Hà Nội, vợ mình còn chụp tự sướng rồi đăng ảnh chế độ riêng tư để đu đưa. Thật không thể tin nổi cô ấy làm điều như vậy trong ngày vui của hai đứa. Cô ấy ăn ngủ với nhân tình sau ngày cưới đúng 1 tháng. Những status hẹn hò cùng các tấm ảnh tinh tứ đã làm mình hiểu ngọn ngành câu chuyện. Thì ra những tháng ngày mình lam lũ với công việc là những ngày cô ấy hẹn hò vui chơi với nhân tình. Ngày vợ bảo đi cưới bạn, tự tay mình ngắm chọn cho vợ bộ quần áo mặc đẹp nhất, chính là ngày cô ấy về quê ra mắt họ hàng bên nhà nhân tình. 6 tháng trôi qua, mình sốc quá trước sự phản bội phũ phàng của người vợ mình yêu thương và đặt lòng tin suốt 6 năm qua. Những cố gắng nỗ lực để xây dựng một gia đình hạnh phúc đã tan vỡ. 35 tuổi, không vợ, không con, lại chịu nỗi đau bị phản bội, chịu sự bàn tán dò xét của người đời. Thật sự bây giờ gây dựng lại một gia đình mới với mình quả rất khó. Mình dùng Facebook thật bởi câu chuyện của bản thân là thật. Hơn nữa bạn bè mình cũng có nhiều người biết chuyện không cần giấu và cũng mong muốn tìm được địa chỉ đôi gian phu gian phụ này để làm đơn kiện đưa ra pháp luật. Một phần muốn mọi người biết được bộ mặt thật của hai con người này. Vì vậy nhờ mọi người chia sẻ, nhất là các bạn ở Hà Đông, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, ai có thông tin biết hai con người này đang ở đâu, xin inbox báo hộ mình.